Hello, xin chào mọi người. Thời tiết đã bắt đầu trở nên se lạnh rồi đó. Và một trong những dấu hiệu đó là lá cây đã bắt đầu chuyển từ màu xanh sang màu vàng. Và bây giờ xin mời các bạn hãy cùng theo dấu chân của Raymond để khám phá mùa thu của California đẹp như thế nào nhé. Let's go. Chào mọi người, hiện tại Raymond và Amy đang ở đây gọi là June Lake. Thì ở đây cảnh quan rất là đẹp và thơ mộng. Raymond và Amy có chụp một số hình ảnh ở đây. Sau khi về nhà, Raymond sẽ bỏ vào cái clip này để cho các bạn cùng xem và cho ý kiến nhé. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. There goes my hands shaking, keeps bleeding. I need you now. If I could turn back the clock, I'd make sure the light defeated the dark. I'd spend every hour of every day keeping you safe. I'd climb every mountain. Đây cũng là một địa điểm tham quan khá là nổi tiếng tên là Convict Lake. Ở đây mình có thể có những hoạt động giống như là camping, hiking or fishing, hoặc là giống như vợ chồng của tụi mình đến đây để chụp hình. Và các bạn thấy không, một bầu trời rất ư là thơ mộng. Mới nhìn vô mình tưởng nó là sương mù, nhưng mà thật sự không phải là sương mù, đó chính là khói của cháy rừng. Nhưng mà
không biết Raymond có lucky không, cái khối này nó được ảnh tạo ra một cái bầu không khí rất là thơ mộng cho Raymond chụp hình. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. There goes my hands shaking, and you are the reason my heart keeps bleeding. I need you now. There goes my mind racing, and you are the reason. Vợ chồng Raymond đã có một kỳ nghỉ vacation ở thành phố Memphis này thật là tuyệt vời. Nếu các bạn có dịp ghé thăm thành phố Memphis này, hy vọng những thông tin và hình ảnh trong đoạn video clip này của Raymond sẽ giúp đỡ các bạn một phần nào đó planning trong chuyến đi của các bạn. Cảm ơn các bạn đã support và theo dõi channel của Raymond. Hẹn gặp lại các bạn ở những video clip lần sau. Cảm ơn các bạn. Bye! You are the reason.